trẻ có thể không bị sâu răng ngay cả khi uống sữa vào ban đêm. Chúng ta cùng tìm hiểu qua video này nhé. Xin chào các bậc phụ huynh, tôi là bác sĩ Thùy Dương đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh. Sau đây là những lưu ý để trẻ không bị sâu răng ngay cả khi uống sữa vào ban đêm. Ngay sau khi cho trẻ uống sữa, đặc biệt là vào ban đêm, thì phụ huynh nên cho trẻ súc miệng hoặc là chải răng lại. Đối với những trẻ quá nhỏ chưa thể chải răng thì phụ huynh có thể dùng gạc để lau sạch những cặn sữa bám trên răng và lợi của trẻ. Điều thứ hai, đối với những trẻ có thói quen bú mì mới ngủ thì phụ huynh chỉ nên cho trẻ ngậm bình nước lọc và lấy ra khi trẻ đã ngủ. Và điều thứ ba, nên tập cho trẻ bú sữa mẹ thay vì bú bình và cho trẻ uống sữa vào những khung giờ nhất định để trẻ không có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ. Và điều tiếp theo, phụ huynh nên tập cho trẻ uống sữa bằng cốc, vì khi uống sữa bằng cốc thì trẻ sẽ không có thói quen ngậm sữa trong miệng, khi đó cặn sữa sẽ không bám lại quá lâu trên răng và không hình thành sâu răng. Ngoài ra, phụ huynh nên cho trẻ đi khám răng định kỳ 6 tháng một lần để sớm phát hiện và điều trị sâu răng cho trẻ. Trên đây, tôi đã chia sẻ những lưu ý để phòng ngừa sâu răng đối với những trẻ có thói quen uống sữa vào ban đêm. Nếu thấy video này hữu ích, phụ huynh hãy chia sẻ đến với mọi người. Tôi là bác sĩ Thùy Dương đến từ hệ thống nha khoa Hoàng Dung Bắc Ninh. Xin chào tạm biệt.